Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chiêm Tinh Radio. Và mình là Thu Anh. Chuyên mục Chiêm Tinh Radio thì được mình sử dụng để nói về các vấn đề liên quan đến chiêm tinh, bản đồ sao, cung hoàng đạo. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục series về mặt trăng qua 12 cung. Chúng mình cùng nói về mặt trăng ở cung hoàng đạo Market nha. Và trước khi vào với nội dung radio ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page Chiêm Tinh Cổ Học, đặt mua đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh, hoặc là bạn nào hứng thú về gói vận hạn năm 2024 thì có thể liên hệ với mình qua các fanpage để biết thông tin chi tiết về gói để đặt sớm nhé. Rồi, mặt trăng Market. Về cơ bản thì mặt trăng cung nào nhà nào là tâm trí của bạn nghĩ về cái khía cạnh của cung đó nhà đó 24 trên 7. Đơn giản vậy thôi. Và khi mà bạn liên tục nghĩ về cái khía cạnh đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là bạn sẽ cố gắng hành động để đạt được cái thứ đó. Vấn đề đây là bạn có đạt được hay không? Có thỏa mãn hay không? Nó nằm ở các hành tinh khác. Các hành tinh khác sẽ cho bạn động lực hay là cái khả năng hành động này, cho bạn tài năng để đạt được thứ bạn muốn, cho bạn cơ hội, cho bạn quý nhân. Và nếu mà các hành tinh khác không cho bạn điều đấy thì bạn sẽ cảm thấy khổ sở. Ok, rồi. Với mặt trăng Market thì về cơ bản thứ mà các bạn mong muốn đó là công danh địa vị, sự thành công, thành đạt trong cuộc sống. Dù bạn có nói ra với người khác hay không, bạn có thừa nhận hay không, thì bạn luôn muốn được trở thành cái người mà người khác nhìn vào, người khác sẽ khen bạn, đây là một người thành công, đây là một doanh nhân thành đạt. Và bạn phải hiểu rằng chỉ có mặt trăng Market mới cảm thấy như thế, còn các mặt trăng khác thì người ta muốn được nhìn nhận theo cách khác cơ. Đấy thì như mình nói rồi, đó là thứ mà các bạn mặt trăng Market mong muốn: công danh sự nghiệp, sự thành đạt. Đạt được hay không, nó nằm ở các hành tinh khác. Ok. Market còn là một cung hoàng đạo già dặn, khô khan, thích mọi thứ có hệ thống, có tổ chức, gọn gàng, sắp xếp trật tự. Mặt trăng Market cũng là người như thế, thích mọi thứ có hệ thống, rõ ràng. Và bạn có một cái xu hướng đấy là rất dễ sợ hãi. Nói đúng hơn là hay khi mà bắt đầu một cái gì đấy mới thì các bạn sẽ chần chừ, trì hoãn lâu và nhiều hơn người khác. Và cũng rất dễ gặp hoảng loạn hơn người khác khi mọi thứ không được ý muốn. Và khi mà được giao nhiệm vụ nào đó thì thường là sẽ làm đến cùng, bởi bạn là một người rất có trách nhiệm chứ không phải là cái người làm được nửa vời hay là đấy. Bạn hiểu, mình nghĩ là bạn, nếu bạn là mặt trăng Market, bạn sẽ hiểu những gì mình đang nói. Hoặc là bạn quen một người có mặt trăng Market thì bạn sẽ hiểu là cái người đó nghiêm túc, kỷ luật như thế nào. Và về cơ bản thì bạn khá là độc lập. Dù là nam hay là nữ đều độc lập, đều luôn cố gắng chăm chỉ. Cung đất thì nhìn chung là cung đất thì luôn chăm chỉ thôi. Cả sử nữ Market hay là kim ngưu, mục đích của sự chăm chỉ đấy thì khác nhau, nhưng nhìn chung là luôn chăm. Nếu mà có gia đình, nếu có gia đình, nếu kết hôn thì thường là mặt trăng sẽ có xu hướng thu hút những người mà mang cung hoàng đạo đối diện, đối đỉnh, tức là mặt trăng Market sẽ thường mong muốn thu hút những người mang năng lượng của cự giải. Những người mang năng lượng cự giải, nhưng là những người mà giỏi nội trợ này, có thể là các bạn là mặt trăng Market sẽ ra ngoài chiến đấu ở ngoài xã hội để đạt được thành tựu, thành tích, công danh sự nghiệp. Và khi mà các bạn về, các bạn muốn ở nhà có người chờ sẵn, cơm bưng nước rót cho các bạn ý, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ chờ bạn ý. Đấy, thì mặt trăng Market rất là coi trọng cái đấy, rất là coi trọng bạn đời của mình là một cái người giỏi quán xuyến chuyện nhà cửa, người mà mang năng lượng cự giải, giỏi chăm sóc người khác. Về sự nghiệp của các bạn mặt trăng Market thì các bạn thực tế, vì cái việc mà là các bạn luôn cố gắng sống hệ thống, kỷ luật, có tổ chức, thế nên là thực tế trong cả cách tiêu tiền, không phải là kiểu người tiêu hoang, và cũng khá là giỏi tiết kiệm.
Mặc dù kể cả khi là các bạn không quá chi li tính toán, nhưng mà cũng không đến cái mức là chi tiêu bất hợp lý một cách khó hiểu. Có thể bạn rất là hào phóng với người khác nhưng không đến cái mức là ném tiền qua cửa sổ. Vì dù sao đi nữa thì cái bản chất của market đó là luôn sợ hãi. Tại sao market luôn cố gắng đạt được công danh địa vị, đạt được thành công ở thế giới bên ngoài? Bởi vì các bạn ấy từ sâu thẳm bên trong các bạn ấy cảm thấy các bạn ấy không đủ tốt. Các bạn ấy luôn cảm thấy các bạn thiếu cái gì đấy nên mới phải tìm kiếm thành công từ bên ngoài. Và những cái người mà họ cảm thấy bên trong họ đủ rồi, họ chưa chắc đã tham vọng bằng market. Thế nên theo quan điểm của Chiêm Tinh á, thì thành công tiền bạc, thành công vật chất đôi khi nó đến từ một cái điều không tốt, đấy là bạn bạn nghĩ tiêu cực về bạn nên bạn mới phải cố gắng ở thế giới vật chất. Đấy, còn những người mà tự họ cảm thấy đủ đầy thì họ lại không được đánh giá là thành công và giàu có theo quan điểm của xã hội hiện đại, nhưng họ lại giàu có theo quan điểm của Chiêm Tinh. Giàu ở đây là giàu tình yêu, giàu kiến thức, giàu sự thông thái, hiểu biết. Và với họ thế là đủ. Thế nên là tốt và xấu theo quan điểm xã hội hiện đại, theo quan điểm của Chiêm Tinh, nó khác nhau. Cuộc sống là như thế đúng không nào? Không phải lúc nào chúng ta cũng phân biệt rạch ròi tốt và xấu, đen và trắng. Còn một cái điều nữa, đấy là nhờ cái sự chăm chỉ của market, của mặt trăng market mà các bạn ấy nói chung về cơ bản là kể cả khi không có được cái sự giúp đỡ của các hành tinh khác thì các bạn ấy sẽ vẫn đạt được đến một cái vị trí nhất định, dù không quá cao thì cũng là quản lý hay trưởng phòng. Bởi vì bạn phải hiểu mặt trăng ở đâu là bạn nghĩ về cái vấn đề đấy 24 trên 7. Bạn nghĩ về nó 24 trên 7 thì ít hay nhiều bạn cũng phải hành động cho nó. Dù kết quả không được như ý bạn muốn thì nó cũng phải có kết quả hơn những người mà hoàn toàn không nghĩ gì về nó. Đấy. Có một điều nữa mà các bạn mà trang market có thể không thừa nhận, đấy là các bạn ý là một người khá là kín tiếng. Không hẳn là kín tiếng đời tư mà là kín tiếng về khía cạnh cảm xúc. Là những cái người mà nếu mà bạn có thời gian lấy được lòng tin của họ, trò chuyện với họ thì bạn sẽ thấy là họ có rất là nhiều cái gánh nặng cảm xúc mà họ giấu không kể cho ai. Và lúc đấy bạn mới ồ, à, hóa ra người này nhạy cảm đến thế cơ à. Mình cứ tưởng người này là cái người khô khan, chỉ biết cắm đầu vào làm việc, cái người trọng sự nghiệp, nghiện công việc. Ồ, hóa ra là họ có sự nhạy cảm, cái mặt nhạy cảm này cơ à. Thì như mình nói rồi, đừng quên market tìm kiếm thành công ở bên ngoài, bởi vì vốn dĩ các bạn ấy cảm thấy thiếu ở bên trong. Rồi thì đó là nội dung của mặt trăng market. Và các bạn đừng quên là những gì mình vừa mới nói là mặt trăng market đứng một mình. Còn khi mặt trăng đứng cùng các hành tinh khác, nhận được góc chiếu dù tích cực hay tiêu cực từ các hành tinh khác, nó cũng đều đem đến một cái kết quả khác. Nhưng nhìn chung là vẫn có một cái gì đấy giống giống nhau của tất cả các bạn mặt trăng market. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Mình xin phép được dừng radio ngày hôm nay tại đây. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Và bạn nào hứng thú với gói vận hạn 2024 thì liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.